Vâng, chào các bạn, đây sẽ là nơi mà mọi người có cần sơ hướng dẫn kỹ thuật, đưa ra những thông tin về vị trí cho các tuyển thủ Việt Nam trong quá trình khoảng 10 ngày tập huấn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là tại sân và đồng Bà Rịa này, nơi có điều kiện cơ sở vật chất rất là tốt. Và chúng ta sẽ cùng các phóng viên của báo Thanh Niên chúng tôi khám phá sân vận động Bà Rịa sẽ có những cái điều kiện gì phục vụ cho các tuyển thủ Việt Nam, cho các thành viên ở Việt Nam. Trải qua khoảng một năm chỉ tập trung và rèn luyện tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam quyết định đổi gió, chuyển địa điểm tập huấn đến Bà Rịa Vũng Tàu trong vòng 10 ngày để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup, giải đấu diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Để đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo có điều kiện tốt nhất khi tập luyện ở đây, ban quản lý sân Bà Rịa đã sớm kiểm tra lại các trang thiết bị chuyên dụng, đồng thời chăm sóc rất kỹ lưỡng mặt cỏ. Sân vận động Bà Rịa được biết đến là nơi có mặt cỏ đẹp nhất tại Việt Nam, đồng thời sở hữu cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ hồ bơi, phòng xông hơi, hồ ngâm nước đá, phòng gym. Bên cạnh đó, thời tiết tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu trong lành, có nắng và gió, khá tương đồng với nước chủ nhà AFF Cup 2020 là Singapore. Rất phù hợp để đội tuyển Việt Nam tập huấn ngay trước khi sang nước bạn thi đấu. Phải nói rằng là về cái mặt sân thì hiện nay là một cái loại cỏ mới. Thì về mặt sân nó rất là đẹp và có thể so sánh là còn hơn mặt sân thống nhất hiện nay. Theo yêu cầu của địa phương cũng như là yêu cầu của ban huấn luyện cũng như là Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm đảm bảo sức khỏe cho tất cả các thành viên trong đội, thì hiện nay tất cả mọi cái truyền thông hay là người hâm mộ đều không được phép vào xem đội tuyển Việt Nam tập luyện. Trong 10 ngày tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ sinh hoạt trong quy trình bong bóng khép kín để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Không chỉ người hâm mộ mà cả phóng viên cũng không được tiếp cận với các thành viên của đội tuyển. Mọi hình ảnh, thông tin về đợt tập huấn này sẽ do nhân viên truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam phụ trách. Kết thúc đợt tập huấn, dự kiến vào ngày 1 tháng 12, toàn đội di chuyển sang Singapore để bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.